Vâng, rất vui được gặp lại các bác trong video ngày hôm nay của Tiki Audio ạ. Vâng, Tiki Audio hôm nay chia sẻ đến các bác một mẫu loa siêu chép tóc mang thương hiệu của Pioneer. Vâng, em thông báo các bác đây là hàng bãi sách tay Nhật, rất là hiếm và rất là hot. Rất nhiều bác săn đón, thật sự là có những bác may mắn mới sở hữu được những đôi loa siêu chép tóc như thế này vì giá hợp lý, đặc biệt là hàng bãi Nhật. Vâng, thì đầu tiên đó là một đôi Pioneer chép cóc đây ạ. Các bác có thể quan sát phía đằng trước, có cái chân nhìn rất giống con cóc các bác. Cái này là để chúng ta kê ở trên những đôi loa đây như thế này, ví dụ như thế này này, đó rất là tiện. Và cái chép này là dòng chép rời, hỗ trợ cho những cái bộ dàn karaoke còn thiếu chép. Và đặc biệt cái chép này mang lại cho chúng ta hiệu quả cao hơn, đó là chống cháy tuyệt đối vì nó thiết kế rất là đặc biệt phía đằng sau. Đây thì mặt, đây là mặt trước các bác nhé. Mặt trước được bảo vệ bởi một cái căng sắt. Và đây là dòng chép giấy cho tiếng rất là mịn, sạch. Đó, và có logo ở giữa. Và xung quanh được là một cái viền thép 7 màu rất là đẹp đấy các bạn, không gì. Đây phía đằng sau các bác nhé. Phía đằng sau, đây cái đường kính của nó cũng cả cái vành sắt 7 màu này nó khoảng tầm 12 phân đấy ạ. Vâng, thì phía đằng sau đây nó được thiết kế rất là đặc biệt từ kép các bác nhé, từ kép này, từ kép cho cái tiếng chép được mạnh mẽ và không bao giờ gây chói. Đây phía sau nó được bảo vệ bởi một cái cuộn cảm, là một cái tụ. Nên là cái bộ phận này nó sẽ chống cháy tuyệt đối, vì sao? Vì nó sẽ cắt toàn bộ những cái giải cao mà hay gây cháy cho chép ấy, thì nó sẽ cản lại và nó chỉ cho tiếng làm mà dưới cái ngưỡng nó cho đi qua và đầu phát ra tiếng chép để cho nghe được tiếng sạch sẽ hơn và hỗ trợ cho những cái chép chống cháy. Vì đây là chúng ta đang nghe một đôi đấy nhá, em đang nghe một đôi đấy ạ. Đây mới đi Japan các bác nhé, mới đi Japan luôn ạ. Đó các bác thấy không? Hàng chuẩn luôn nha các bác. Đó từ kép này. Đó các bác quan sát kỹ nhá. Sau này khi mà các bác xem video, các bác cứ bảo cho tôi một cái đôi chép cóc Pioneer cái loại 750.000 thì bên em sẽ biết ngay nó là cái chép gì. Vâng, quảng cáo chút xíu. Và cái này thì bên em cũng đang đấu trực tiếp từ đằng sau cái đẩy đấy ạ. Đấu trực tiếp. Của tôi trở nên láng bệnh hơn, tôi ngủ ngon hơn. Đấu trực tiếp các bác. Để em đấu đằng sau cầu đỏ đen của cái đôi chép này. Đó, và sau đó em đưa xuống, trực tiếp xuống đẩy luôn, không bao giờ cháy các bạn đánh vô tư. Đó, hỗ trợ cho tiếng chép rất là tốt. Và em đang kết nối với lại một đôi loa Bose 301 CD5. 301 CD5. Đây là, cũng là hàng bãi này, hàng bãi Hồng Kông này. Là một cái nâng tiếng TD Boutique mã là CV600. Là một cái đẩy liền vang Qwood KM3000 để hỗ trợ cho tiếng chép. Với cái bản Bose này nó thiên về bass, hơi bị thiếu chép thì em ghép vào rất là hợp các bạn. Đấy, thì chúng ta đang nghe cái tiếng tép nó gãy đấy ạ. Rất là mịn, tơi, êm, nó không bao giờ chói. Đây là dòng chép chống cháy các bác nhé, nên nhớ là dòng chép chống cháy. Còn giá thì chỉ có 750.000 thôi các bác ạ. Mà rất nhiều bác đã sử dụng được những đôi loa siêu chép Pioneer này, thật sự rất hài lòng. Vâng, Tiki Audio luôn luôn cập nhật được những sản phẩm rất là hot ở bên thị trường nước ngoài và nhập về để phục vụ anh em trong nước. Vâng, thì em cho to lên thì chúng ta cùng trải nghiệm nhé. Vâng, đây nhà có chép, bây giờ em tắt chép đi các bác ạ. Tắt chép đi này. Vâng, các bác thấy không? Đấy, tiếng loa chép của cái Bose 301 CD5 nó cũng chưa được hỗ trợ tốt lắm, thì chúng ta có thể hỗ trợ thêm một đôi loa chép cốc Pioneer bên ngoài thì nghe nó sáng và tươi sáng hơn rất nhiều luôn, với đến 100% đấy ạ. Bây giờ em tăng lên để chúng ta so sánh nhá. Các bạn thấy không, nó gãy không? Nó gãy rất là tươi và mịn luôn. Nghe rất thánh thoát. Nghe đủ giải một cái bộ dàn karaoke mà nó trình diễn đủ giải thì chúng ta nghe rất là êm sướng, từ giải chung, giải bass và giải chép nó hỗ trợ nhân nhuyễn. Thì nghe kể cả những bộ rẻ tiền nghe cũng cảm thấy nó rất là sướng tai. Vâng, thì đó là những đôi loa Pioneer chép siêu chép Pioneer chống cháy tuyệt đối dạng chép cốc. Thì bác nào muốn sở hữu hay là muốn tư vấn thì các bác vui lòng để lại số điện thoại trên kênh của Tiki Audio nhé. Tiki Audio sẽ luôn luôn cập nhật và tư vấn cho các bác ạ. Vâng, sau đây xin phép được dừng video. Cũng cần đó thời gian thì cũng giới thiệu khá là chi tiết về đôi loa chép Pioneer chép cốc như thế này để các bác có thể quan sát và hiểu thêm. Vâng, hẹn tất cả các bác vào các video tiếp theo ạ. Vâng, sau cùng em chúc tất cả các bác mọi miền Tổ quốc sức khỏe và thành công nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.